Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin bị triệt hạ nặng tay, Trịnh Văn Quyết có thể đối diện mức án đến đâu. Vào năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết bán chui 54 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên lúc đó, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ phạt ông Quyết có 65 triệu đồng. Hành động này chẳng khác nào gãi ngứa vì cho vị đại gia này. Phạt như thế thì ngựa quen đường cũ là đúng. Kiếm lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng và lóng phạt có vài chục triệu đồng thì không thể không kích thích lòng tham với đối tượng cho được. Và tất nhiên, ông Trịnh Văn Quyết không thể nào không đi vào con đường cũ như thế. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông Quyết lại thực hiện một lần bán chui cổ phiếu nữa. Đấy là điều tất yếu mà ai cũng có thể nhìn thấy. Và lần này, chính quyền phạt 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, là điều bất ngờ chính quyền lại truy tố và bắt giam ông Quyết. Đã phạt tiền, giờ lại phạt tù. Đây là cách hành xử rất khó hiểu của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Vậy câu hỏi đặt ra là khung hình phạt sẽ dành cho ông Trịnh Văn Quyết tới đây sẽ là bao nhiêu? Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC để điều tra về những vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Theo điều luật, thì tội liên quan đến các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán hiện nay có 4 tội danh được quy luận trong việc được Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, được sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Cụ thể là các quy định tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, mức cao nhất là 5 năm tù giam nếu thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư trên 3 tỷ đồng. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán, mức cao nhất là 7 năm tù giam nếu thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng và gây thiệt hại cho nhà đầu tư trên 1,5 tỷ đồng. Tội thao túng thị trường chứng khoán, mức cao nhất là 7 năm tù giam nếu thu lợi bất chính trên 1,5 tỷ đồng và gây thiệt hại cho nhà đầu tư trên 3 tỷ đồng. Và tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán niêm yết chứng khoán, mức cao nhất là 7 năm tù giam nếu thu lợi bất chính trên 2 tỷ đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư trên 3 tỷ đồng. Được quy định lần lượt theo các điều 209, 200, điều 2010, điều 211 và điều 212 của Bộ Luật Hình sự. Như vậy, ông Trịnh Văn Quyết có thể đối mặt với hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam. Một trong những điểm mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015 so với Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, đó là chủ thể của các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm cả cá nhân, pháp nhân thương mại. Theo đó, pháp nhân thương mại cũng phải chịu trách nhiệm hình sự như hình phạt tiền, cấm hoạt động kinh doanh, cấm huy động vốn về các tội danh nêu trên nếu hành vi tội phạm được thực hiện nhân danh và vì lợi ích của nhóm pháp nhân hoặc có sự chỉ đạo, điều hành và chấp thuận của pháp nhân. Đối với tội che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán quy định theo điều 209 Bộ luật Hình sự, được xác định là hành vi không công bố hoặc công bố không đầy đủ các thông tin trong hồ sơ chào bán chứng khoán, hồ sơ đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán, hồ sơ đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán. Về hành vi trong mặt khách quan của tội thao túng thị trường chứng khoán được quy định tại điều số 211 Bộ luật Hình sự, được xác định là hành vi sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thông đồng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giả giá chứng khoán, cung cầu giả tạo, liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhiều, tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường. Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá cả của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó. Phía ông Quyết sẽ làm gì để có mức án thấp nhất cũng là câu hỏi được đặt ra. Việc ông Quyết sẽ có đội ngũ luật sư vừa đông đảo vừa giỏi để bảo chữa là điều không thể phủ nhận. Bởi vì ông Quyết vốn là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn,
và quan trọng hơn là ông rất giàu có. Ông Trịnh Văn Quyết cũng là nhân vật được nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam chọn mặt để mà theo đoàn công du của chính phủ, của Trung ương Đảng sang các quốc gia khác để tìm hiểu đối tác và làm ăn. Mối quan hệ rộng như thế mà ông Trịnh Văn Quyết vẫn bị bắt chứng tỏ sự uẩn khúc trong vụ án này. Nó không hẳn chỉ là tội phạm hình sự thông thường mà có thể là vấn đề triệt hạ doanh nghiệp như chính quyền Trung Quốc đã làm với tỷ phú Jack Ma và các đại công ty khác bên Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Quyết đã phải khóc trước khi bước vào trại giam. Lẽ ra với sai phạm từ năm 2017, chính quyền đã truy tố ông Trịnh Văn Quyết rồi nhưng họ đã không làm. Cho nên việc truy tố lần này không thể nói là pháp luật Việt Nam có tính nghiêm minh cho được, mà tùy tiện thì đúng hơn. Và lại với một tội danh và trong vòng 3 tháng kết tội 2 lần ông Quyết là một hành xử tùy tiện. Một tội danh mà cách xử phạt không giống nhau thì đấy là loại luật pháp lỏng lẻo. Rất có thể với tiền nhiều và đội ngũ luật sư tốt, ông Trịnh Văn Quyết chỉ bị tù với khung tối thiểu có thể là 2 năm. Tuy nhiên đây không xét về yếu tố chính trị. Nếu có thế lực chính trị nhúng tay vào thì có thể là 7 năm kịch khung cho tội này. Kính mời các bạn xem bản tin Công an mở rộng vụ bà Nguyễn Phương Hằng, ai đang xanh mặt. Vụ bà Nguyễn Phương Hằng không thể chỉ mình bà bị truy tố, điều đó ai cũng dễ dàng nhận thấy. Bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc của một doanh nghiệp cỡ lớn tại Việt Nam, đó chính là công ty Đại Nam. Dưới quyền của bà có rất nhiều phụ tá, đó là điều chắc chắn. Ngoài ra, bà và ông Huỳnh Uy Dũng chắc chắn cũng có mối quan hệ rất rộng với những đối tác hay những quan chức lớn cấp tỉnh hoặc có thể là ở cả trung ương. Vì thế, rất khó nói là không có ai liên đới chịu trách nhiệm về việc làm phạm pháp và của bà Hằng. Được biết, ngày 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ để điều tra mở rộng đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, sống tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Người bị khởi tố bắt giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đây là hình ảnh công an đang mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng được công bố khắp nơi. Sau một thời gian làm mưa làm gió trên mạng xã hội, thì nay bà Nguyễn Phương Hằng đang gặp họa vì bị công an điều tra. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều thông tin khác nhau. Và công việc livestream phát hình của bà Hằng luôn được giúp sức bởi những ekip rất chuyên nghiệp. Từ công tác kỹ thuật đến công tác tổ chức đều rất chuyên nghiệp. Những người này đều có thể được xem là tổng phạm. Tất cả đều xuất hiện trên các video clip livestream của bà. Cũng theo báo chí của nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, trong quá trình điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định từ tháng 3 năm 2021 đến trước khi bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng tổng cộng 12 kênh mạng xã hội bao gồm YouTube, Facebook, TikTok, v.v. để phát hình livestream xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác. Quá trình bà Nguyễn Phương Hằng gây náo loạn trên mạng. Bên cạnh đó, bà Hằng thường xuyên sử dụng các ngôn từ hết sức tục tĩu, phát ngôn gây bất bình dư luận. Trong các buổi phát hình livestream của mình, bà Hằng thường xuyên gọi tên nhiều nghệ sĩ và tố hận họ ăn chặn tiền từ thiện trong các buổi phát hình, thu hút lượng người xem kỷ lục. Bà Nguyễn Phương Hằng làm truyền thông như thế nào cũng là câu hỏi được đặt ra. Thực tế là bà Nguyễn Phương Hằng đã làm truyền thông rất tốt, thu hút lượng khán giả đông kỷ lục, làm lu mờ các kênh truyền hình của nhà nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng phát hình livestream không hề có lời nói nào xúc phạm đến chính quyền, nếu không nói là bà có phần ủng hộ chính quyền này. Như vậy, tại sao chính quyền lại không ủng hộ bà Hằng mà lại truy tố bà? Đó là vấn đề cần phân tích rõ ràng hơn. Chính nhờ các buổi phát hình livestream mà đơn tố cáo của các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện cũng được bà Hằng gửi đến cơ quan công an. Và một cuộc điều tra xác minh theo đúng như vậy. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an Việt Nam và công an ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng kết luận không có khởi tố hình sự vụ án vì không có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Kết luận này bất ngờ đến rất nhiều người, như một con dao hai lưỡi. Nếu dùng không nhuần nhuyễn thì ngược lại con dao sẽ cứa vào tay. Vì thế, sau kết luận này của cơ quan cảnh sát điều tra thì những người bị bức xúc phạm cũng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an Thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Dương. Đây là hình ảnh không phải chỉ có mình bà Hằng.
Từ những đơn tố cáo, bà Hằng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương mời lên làm việc, lập biên bản vì có những phát ngôn thiếu chuẩn mực và xúc phạm, nhục mạ rất nhiều người khác. Cụ thể vào tháng 4 năm 2021, bà Hằng bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, việc bắt giữ vẫn không thực hiện được bởi những mối quan hệ phức tạp của vị đại gia này với cơ quan chức năng tỉnh. Một doanh nghiệp lớn luôn có những mối quan hệ hữu cơ với cơ quan nhà nước rất chặt chẽ. Đó là lý do vì sao bà Nguyễn Phương Hằng mới mạnh miệng đến như vậy. Cũng theo báo chí, từ tháng 2 năm 2022 đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã 4 lần mời bà Hằng lên làm việc, nhắc nhở, khuyến cáo không tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bà Hằng không những không chấp hành mà còn tiếp tục tỏ thái độ thách thức, chống đối. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Và câu hỏi đặt ra là ai sẽ bị tóm đây? Hiện nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra mở rộng, làm rõ những người tiếp tay cung cấp tài liệu, đạo diễn, biên kịch bản cho bị can Nguyễn Phương Hằng trong những buổi phát hình livestream có nội dung xúc phạm và bôi nhọ người khác. Làm rõ những người xây dựng vai phụ, vai chính và đóng vai trò trong những buổi phát hình livestream trước đây. Trước đây, những người này có thể sẽ sàng lo sợ mình bị bắt nhất, danh tính, khuôn mặt đã được thể hiện lên video thì khó lòng mà họ thoát được. Đây là hình ảnh ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi phát hình livestream trực tiếp. Trước mắt, chính quyền đã truy tố bà Hằng theo điều số 331 của Bộ luật hình sự thì có thể đối diện với khung hình phạt lên đến 7 năm tù. Có lẽ những người thuộc cấp của bà Hằng sẽ có án thấp hơn nhưng cũng khó mà chạy tội được khi mà các đoạn video clip trên mạng là bằng chứng. Vụ án này mới chỉ bắt đầu, rất có thể còn được mở rộng ra nữa, và mối quan hệ của bà Hằng với ông Huỳnh Uy Dũng không chỉ là những cuộc phát hình trực tiếp với những thuộc hạ mà có cả những người tầm cỡ hơn rất nhiều và không lại trừ những quan chức cỡ cao. Không biết rằng liệu cơ quan cảnh sát điều tra có nhắm tới những mối quan hệ lớn hơn hay không. Nếu nhắm vào ai thì chỉ những thuộc hạ giúp bà Hằng livestream mà còn có cả những vị tay to mặt lớn nào đó cũng đang xanh mặt vì rất sợ. Có một tình tiết khá thú vị là bà Nguyễn Phương Hằng livestream tại Bình Dương, nhưng Công an thành phố Hồ Chí Minh lại là đơn vị thụ lý hồ sơ vụ án. Vậy cơ quan tỉnh Bình Dương ở đâu và tại sao tước quyền điều tra của công an tỉnh này? Đấy là câu hỏi tò tướng mà nhiều người dân đang chờ đợi của Đảng Cộng sản Việt Nam phải trả lời trước người dân về trường hợp phi lý này. Nếu không động đến quan chức thì vụ án này thực sự không thỏa đáng.